Xin chào các bạn đến với bản tin The Blue tối ngày 30 tháng 11, nơi cập nhật các thông tin nóng nhất trong ngày liên quan đến câu lạc bộ Chelsea. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với thông tin đáng chú ý nhất. Đừng quên đăng ký kênh Tùng Cante, ấn nút chuông thông báo bên cạnh để luôn cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi nha. Còn bây giờ, hãy cùng xem tin tức hôm nay có gì nào. Bất ngờ Chelsea muốn ký hợp đồng với sao trẻ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Theo nguồn tin từ The Goal, Chelsea muốn ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Nico Williams từ Atletico Bilbao ở trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng sắp tới. Nguồn tin cũng nói rằng những đối thủ ở Premier League là Arsenal và Liverpool cũng tham gia cuộc đua để chiêu mộ ngôi sao này. Nico Williams gây ấn tượng với hai lần vào sân từ ghế dự bị ở hai trận đấu tại vòng bảng vừa qua của tuyển Tây Ban Nha. Anh thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải nhưng hoàn toàn có thể chuyển sang cánh trái khi cần. Sao trẻ 20 tuổi có trận ra mắt tại La Liga ở mùa giải 2020-2021. Anh đá chính thường xuyên cho Bilbao ở mùa giải 2021-2022. Đây là một sản phẩm đào tạo trẻ của câu lạc bộ này sau khi được đưa về từ Osasuna vào năm 2013. Hợp đồng của anh với Bilbao sẽ hết hạn vào năm 2024. Có thông tin cho rằng câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải trả số tiền là 43 triệu bảng. William đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo trong 15 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Bilbao ở mùa này. Cầu thủ 20 tuổi có tốc độ, kỹ năng rê bóng và khả năng chuyền bóng rất tốt. Tuy nhiên anh sẽ còn phải cải thiện nhiều hơn nếu muốn chuyển đến một câu lạc bộ lớn. Với việc tương lai của Hakim Ziyech và Christian Pulisic đang bị nghi ngờ ở trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng, việc ký hợp đồng với ngôi sao trẻ William rất đáng để xúc tiến. Tài năng của cầu thủ trẻ này đã được chứng minh và anh có thể phát triển mạnh hơn nếu chuyển đến một câu lạc bộ lớn như Chelsea. Pulisic lên tiếng sau chấn thương gặp phải trước Iran. Tiền đạo Christian Pulisic đã lên tiếng trấn an người hâm mộ sau chấn thương gặp phải ở lượt trận cuối bảng B gặp đội tuyển Iran. Pulisic sắm vai người hùng cho tuyển Mỹ khi ghi bàn thắng quyết định trước Iran, qua đó giúp đại diện xứ cờ hòa vào vòng 16 đội tại World Cup 2022. Tuy nhiên, ngôi sao này cũng phải trả một cái giá không rẻ cho bàn thắng mà mình ghi được. Anh va chạm với thủ môn của Iran dẫn đến việc chấn thương ở vùng bả vai. Ngôi sao thuộc biên chế của Chelsea sau đó được rút ra sau giờ nghỉ và nhanh chóng được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Rất may rằng anh không gặp vấn đề nghiêm trọng. Cầu thủ 24 tuổi báo tin vui trên trang Instagram của mình sau trận. Tôi sẽ sẵn sàng ra sân vào thứ bảy, đừng quá lo lắng. Vì vậy, hãy tự hào về các chàng trai của chúng ta. Bàn thắng của Pulisic có ý nghĩa rất lớn với tuyển Mỹ bởi sau khi đánh bại Iran với tỷ số 1-0, họ chính thức giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai ở bảng B. Đối thủ ở vòng 1/8 của họ sẽ là đội dẫn đầu bảng A, đội tuyển Hà Lan của huấn luyện Louis van Gaal. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 12 tại sân vận động quốc tế Khalifa. Khalidou Koulibaly được ca ngợi vì cú dứt điểm như một tiền đạo. Theo BBC Live, cựu thủ môn tuyển Anh Robert Green đã ca ngợi pha lập công của đội trưởng Senegal Khalidou Koulibaly khi anh giúp cho đội vô địch AFC CON vào vòng loại trực tiếp của World Cup. 3 phút sau bàn gỡ của Moises Caicedo cho Ecuador ở phút 67, sau khi Ismail Lanza đưa đội bóng châu Phi vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, Koulibaly đã ghi bàn thắng quý giá mang về chiến thắng cho đội tuyển Senegal. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm đất nước này vượt qua vòng bảng của một giải vô địch thế giới World Cup. Nói về pha lập công này, Robert Green chia sẻ như sau: "Thật là một bàn thắng, thật là một pha phản ứng tức thì từ một đội tuyển Senegal. Mùa giải năm nay Koulibaly cũng từng có một pha vô lê thành bàn. Đó là bàn thắng trong trận gặp Tottenham, một cú vô lê rất khó đánh bại thủ môn Hugo Lloris. Không chỉ ghi bàn thắng ở trận đấu vừa qua, hậu vệ của Chelsea còn có một trận đấu xuất sắc ở thời điểm quan trọng. Cựu sao Napoli đã có 4 pha tắc bóng thành công, 2 lần đánh chặn và giành chiến thắng trong tất cả các pha tranh chấp. Anh gần như khóa chặt mũi nhọn bên phía Ecuador là Ener Valencia." Màn trình diễn này có thể coi là tin vui với cổ động viên Chelsea bởi nó cho thấy rằng Koulibaly đang lấy lại phong độ. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge vào mùa hè, cầu thủ 31 tuổi trải qua thời gian không ổn định và không có phong độ cao ở The Blue. Nếu anh trở lại Cúp Hàm và thể hiện tốt, điều này sẽ mang lại những kết quả tốt hơn cho câu lạc bộ ở nửa mùa giải sau. Chelsea muốn ký hợp đồng với James Maddison. Mới đây, James Maddison được Fulham Park ca ngợi là cầu thủ hay nhất mà Everton đối đầu ở mùa này. Người hâm mộ của Chelsea có thể quan tâm đến đánh giá này của Lampard bởi The Blue được cho là rất muốn có cầu thủ này. Maddison đang cùng tuyển Anh tham dự World Cup ở Qatar,
ngôi sao 26 tuổi vẫn chưa ra sân trận nào cho tam sử. Anh có khả năng sẽ chuyển đến Stamford Bridge. Nhà báo Ben Jacobs tuyên bố rằng Chelsea hiện để mắt đến James Maddison và coi anh là mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng trong tương lai. Tottenham, Newcastle cũng được nhắc đến là những câu lạc bộ muốn có cầu thủ này. Khi được hỏi về màn trình diễn của Maddison, Frank Lampard chia sẻ như sau: anh ấy đang ở phong độ đỉnh cao, cách anh ấy kiểm soát quả bóng, cách anh ấy di chuyển, tốc độ, suy nghĩ và chất lượng thực hiện, anh ấy luôn tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy rất tuyệt vời. Maddison có phong độ rất tốt. Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy đang chơi rất tốt. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và rất đáng xem. Tôi rất thích xem anh ấy thi đấu. Maddison là mẫu cầu thủ rất tự tin cầm bóng ở 1/3 phần sân cuối của đối phương. Anh hiện đang là người có phong độ săn bàn tốt nhất của Leicester City tính đến hiện tại. Chelsea chuẩn bị chào đón thần đồng 18 tuổi. Theo nguồn tin từ tờ Metro, Chelsea sắp đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ André Santos. The Blues duyệt chi 15 triệu euro để sở hữu sao Man 18 tuổi thuộc biên chế của câu lạc Brazil Vasco da Gama. Sự thăng tiến nhanh chóng giúp cho Santos chiếm một suất đá chính ở đội 1 của Vasco da Gama. Trong khi đó, trang Le Temps Sport đưa tin cả PSG, Newcastle và Barcelona đang để mắt đến Santos. Tuy nhiên, Chelsea là đội giành chiến thắng ở thương vụ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Santos sẽ cập bến Stamford Bridge vào tháng 1. Chelsea hứa hẹn sẽ trở thành biến ốc tiềm năng giúp tiền vệ sinh năm 2004 bước ra sân khấu lớn của thế giới bóng đá. Nhiều nhà chuyên môn ví von Santos là phiên bản Sergio Busquets của bóng đá Brazil. Samai 18 tuổi gây ấn tượng mạnh bởi kỹ năng chuyền bóng, khả năng thoát pressing, nhãn quan chiến thuật sắc bén. Santos thi đấu ở vai trò tiền vệ phòng ngự, có khả năng tung ra đường truyền quyết định ở 1/3 phần sân đối phương. Bên cạnh đó, Santos có thể ghi bàn từ các tình huống cố định. Những đặc điểm trên có thể biến Santos trở thành tiền vệ phòng ngự hoàn hảo với rất nhiều đội bóng. Samai người Brazil hứa hẹn sẽ tiếp nối những đàn anh như Felipe Coutinho, Douglas Luiz và Alan, trưởng thành theo học viện của Vasco da Gama, sẽ tỏa sáng ở đấu trường Premier League. Và trên đây là bản tin The Blue tối ngày 30 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh Tục Cante, kèm nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video sau.